Xin chào tất cả anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cù dúi trực cổ nha anh em. Góc đế bạn sóng nha. Đế chạy bốn mạch. Góc đế bạn sóng nha anh em nha. Mình xác góc. Góc đế chạy bốn mạch nha anh em nha. Cây có quanh góc là 190 nha, ngay chỗ thước đó anh em. Cây rất là lùng lực anh em nha. Bầu bì thì rất là ok. Cây này đứng anh em dựng nó hơi siêu một tí xíu nha anh em. Cái này đứng dựng trật lại một chút xíu khoảng tầm 15-20 phân nữa đẹp. Hả? Chiều cao từ mặt bầu lên là chỉ có 2m3 thôi nha anh em. Quanh góc 190. Một cái dúi trật cổ nha anh em nha. Góc bành nè. Đỡ chảy là mặt lên anh em. Đỡ chảy nè. Đỡ chảy bốn mặt anh em nha. Dúi rất là đẹp anh em. Hàng lùng lực này. Góc bành sóng đặc nạc nha. Không bồng không bể hết nha anh em. Cây này không bồng không bể hết nha anh em nha. Góc đế thì bành sóng anh em. Góc đế bành sóng. Cây rất là lực cây anh em. Đỡ chải bành nè. Rồi anh em nào hợp tác là hợp thì giao lưu với anh em nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.